Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ trở lại solo squad map sa mạc nhá. Dạo gần đây thì toàn làm mấy cái thử thách thôi, không có chơi chế độ này nhiều. Còn không biết là khi quay lại có gà hơn không. Ok, mình sẽ auto nhảy khu biệt thự nhá. Tại vì cái chỗ này thực sự rất là nhiều đồ. Còn các bạn chơi thì các bạn chỉ nên nhảy chỗ này với lại Pekado thôi, không nên đi lút dạo. Còn nhảy vào đây một là clear thì có đồ bắn, còn không thì thôi làm trận khác cho nó nhanh, không đi lút đồ xong ship đồ cho người ta phí lắm. Ok, ô cái thằng này nó nhảy kiểu gì mà nhanh thế nhỉ? Vâng, xuống trước mình thì hơi bị ghê đấy. Ui rồi ôi, xuống trước hay sau không quan trọng, quan trọng thằng nào đẹp dai hơn cơ. Đấy, một bé này đây rồi. Không biết nhặt được súng hay chưa mà nấp trong này. Thấy cái súng lòi ra rồi nha cưng. Ui dồi ôi, cái phòng này tận hai khẩu súng. Nhưng cơ bản thì toàn súng rách rách thôi. Ok, knock 2 rồi. Súng đạn khá là nhiều, nhưng các bạn không chạy vào đây nhặt, quá đen. Tại số phận thôi. K98 nữa, ui rồi ôi, trận này hơi bị ngon đây rồi. Còn thằng bạn nó nữa. Nó đang ở trên tầng 2 các bạn ạ. Xuống đi bạn ơi, mình sợ lắm, không dám lên. Không xuống à? Bạn không xuống thì thôi mình lên vậy. Vâng, nhiệt tình với bạn lắm rồi đấy. Ơ sao lại chạy xuống? Ui dồi ôi, nó nghe được tiếng chân của mình, nó chạy xuống đây kiếm. Nhưng rất tiếc. Ui dồi, sai lần này. Ngon quá. Ok, hình như là clear rồi. Sau cái game mobile nó hơi bị dị dị anh em ạ. Vì một team thì chỉ cao lắm được 3 thằng thôi, ít khi gặp 4 thằng. Chắc thằng còn lại kỹ năng bro quá, nhảy đi lút lẻ đấy. Ui. Ui lại hết shot kìa. Cây đít mậy vãi. Ok, gật giò được một bé rồi.
cái đẹp. Đứng yên đi bạn ơi. Đúng rồi. Ui rồi ôi. Vãi. Cứ viên nào viên đấy hết shot thế này. Anh em lại bảo hết cho xem. Ủa cái gì đây? Đùa với bọn này chán lắm rồi. Đến giờ chúng ta đi nhập thính thôi. Té ngay vào luôn. Ok, thính nằm đầu kia. Xác định lại cái vị trí HDU. Bot này. Cái đậu xanh đã có người nhặt rồi. Con lợn này. Ở kìa một viên nữa. Trời ơi. Chạy đi đâu vậy má? Còn không? Ui dồi ôi, thằng nào bắn vậy? Ui sai lần nhiều thế. Ủa mà sát thằng này không có thính ta. Thế nó chưa nhặt rồi. Để mình đá qua cái thính thử xem. Chắc là MK14. À M249 cũng được. Tuyệt vời. Ok. Ui dồi ôi. M249 mà không nhặt thì hơi phí đấy.
Nó ở nhà bên cạnh đây này. Trèo lên đấy làm gì vậy má? Trời ạ. Cứ tưởng là thẩm du trong nhà luôn cơ. Nó cũng chả có gì anh em ạ. Những cái thứ này thì mình có hết rồi. Ui dồi ôi, quả thính rơi hơi bị ì vô duyên nha. Năm. Ơ kìa. Ơ thế không knock out. Ui dồi ôi. Tuy nhiên thấy cái mặt mình là té luôn ạ. Có việc gì đâu phải sợ. Ló cái mặt ra. Ơ kìa. Trời. Sau những cái pha headshot thì bây giờ bắn vào đầu nó đéo headshot nữa. Vô lý vậy. Nó bắt đầu chia người ra đẩy vào nhà mình này. Nghĩ gì đẩy vào nhà mình vậy? Bạn có thấy sai lầm không? Sao mình bắn toàn headshot thế nhỉ? Ui dồi ôi, thằng này nó cũng giàu phết đấy. Lầy thì chạy bằng mắt nhá. Ông M249 mà chĩa nòng vào thì cứ xác định là nằm thôi. Không cần phải di chuyển làm gì. Nằm im mà hưởng thụ thôi. Bây giờ qua cam cái thính nữa là đẹp luôn. Đứng ngay trên đồi dã xuống. Cực kỳ là vi diệu. Ủa mà thính đâu ta? Rồi, có một thằng đi vào khu vực nhà kho rồi. Ui, một viên nữa thôi. Phí quá. Nếm khói làm cái éo gì vậy?
Trời ơi, quả này mà có 8x thì tuyệt vời. Phí quá. Còn 7 thằng nữa. 2 team. Và bo xuống dưới cái chỗ nhà kho rồi. Úi cây định mệnh ghê. Headshot luôn. Được. Quả đấy mình vẫy lỗi đấy nhỉ. Bo rồi. Trong nhà kho này. Bên này cũng có một bọn chạy vào nhưng không biết là nấp ở đâu. Ui cái định mệnh. Nó nằm ngay dưới cái hẻm đấy. Khuất mình anh em ạ. Mà lại lộ ra cho thằng kia. Chắc là nó thấy mình trước rồi. Bo xuống bên này. Còn thằng nữa, nhưng thôi, chúng ta vào bo trước. Ok, định mệnh. Team kia bị knock 2, còn thằng cuối cùng và bị thằng góc đá bên này bắn chết rồi. Mà cái góc đá bên này mà không thấy nó anh em ạ. Mình là người chủ động hơn mà chả thấy nó. Chắc chắn nằm trong mấy cái bụi cây kia. Khó nhìn thế. Thì mình sẽ chơi trò đáp bom đi cho nó easy. Ui thấy mẹ rồi. Ok, top 1 rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.